Kính chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng đang có hàng chục ngàn hecta nông sản được sản xuất theo các quy trình tiên tiến. Thông tin về những mô hình vật nuôi giá trị cao, người dân đáng quan tâm học tập. Ngày nắng nóng cùng hụp lặn cào hến ở miền Tây sông nước. Con số hôm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1 năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD. Chất lượng nông sản tốt, chìa khóa giúp nông sản vượt qua thời kỳ khó khăn về giá để phát triển bền vững. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin liên quan đến tình hình sâu hại cây trồng. Thưa quý bà con, hiện nay tỉnh Lâm Đồng có trên 174.000 hecta cà phê, trong đó có gần 15% là diện tích cà phê chè, còn lại là những diện tích cà phê Robusta. Thời gian qua, hơn 400 hecta cà phê chè, chủ yếu là tại địa bàn huyện Lạc Dương, bị bọ xít muỗi gây hại với tỷ lệ hại dao động từ 15 đến 45%. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương kiểm tra tình hình thực tế và tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp kiểm soát, phòng trừ bọ xít muỗi trên cà phê chè, hỗ trợ gần 2.650 lít thuốc để bà con nông dân các địa phương phun đồng loạt nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng trừ. Theo nhận định của ngành chức năng, trong điều kiện thời tiết hiện nay, bà con nông dân cần tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi. Tại các khu vực cà phê mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm, hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Thưa quý bà con, hiện nay sản xuất nông sản theo các quy trình tiên tiến tiếp tục được bà con nông dân Lâm Đồng tăng cường triển khai. Thống kê của ngành chức năng hiện nay, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn toàn tỉnh đạt trên 58.640 hectare. Trong đó, cà phê là loại cây trồng được bà con nông dân canh tác theo các quy trình canh tác tiên tiến, cao nhất là 56.880 hectare, tiếp đến là rau trên 1.200 hectare, lúa 330 hectare, chè trên 300 hectare và cây ăn quả là 236 hectare. Trên lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh Lâm Đồng đã hình thành được 4 vùng chăn nuôi heo Việt Gáp với 50 tổ hợp tác và 718 hộ tham gia, quy mô trên 67.800 con heo, sản lượng gần 14.400 tấn. Hiện nay, phần lớn các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được bà con nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác mới, quy trình sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, việc áp dụng ở một số nông hộ vẫn chưa bài bản, thiếu chuyên nghiệp. Vì thế, thông qua việc tăng cường xây dựng các liên kết sản xuất, chuỗi liên kết, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khuyến khích nông dân đẩy mạnh áp dụng ngày càng bài bản các quy trình canh tác tiên tiến. Xin được tiếp tục nội dung chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý liên quan đến những mô hình sản xuất đáng quan tâm. Thưa quý bà con, tại tỉnh Lâm Đồng, để ổn định thu nhập, bên cạnh những loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh đã được bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đầu tư như rau, hoa, chè, cà phê, bò sữa. Hiện nay, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn đẩy mạnh chăn nuôi thủy sản tại những khu vực phù hợp. Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở Lâm Đồng là 2.650 hectare, đạt 99,5% so với kế hoạch. Trong đó, nuôi cá nước lạnh tiếp tục được các doanh nghiệp và bà con nông dân tập trung đầu tư với diện tích nuôi hiện nay là 50 hectare. Theo nhận định của nhiều nhà nông, trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn gia súc trong cả nước có nhiều biến động, thì chăn nuôi thủy sản đã được bà con đầu tư ngày càng bài bản. Với quy mô tương đối lớn so với trước, hiện ngành chức năng cũng đã có nhiều giải pháp tác động hướng về cơ sở nhằm giúp người chăn nuôi thủy sản ở các địa phương có kế hoạch đầu tư, sản xuất hợp lý, tăng cường liên kết để tạo đầu ra ngày càng ổn định, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Thưa quý vị và quý bà con, tại vùng đất Cà Mau, qua hơn một năm thực hiện dự án nuôi cá bóng tượng thương phẩm tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho 7 hộ vay với số vốn 80 triệu đồng do Hội Nông dân huyện làm chủ dự án. Đến nay, các hộ này đều thực hiện thành công mô hình với mức lợi nhuận gấp 4-5 lần vốn đầu tư. Cá biệt có hộ ông Bùi Thanh Hiền ở ấp Đức An và hộ ông Lê Văn Lực, ấp Nhà Phấn Gốc, có mức thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Cái Nước đang tiếp tục thực hiện dự án đầu tư vốn để nông dân vay cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái và trồng rau sạch, đồng thời tiếp tục lập dự án giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư
thực hiện mô hình sản xuất, chăn nuôi tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý bà con đến với một mô hình vật nuôi khá ấn tượng được ghi nhận tại Đắk Nông. Thưa quý bà con, trong khi giá thu mua nhím thịt trên thị trường đang giảm mạnh, thì ngược lại nhím trắng thương phẩm rất dễ tiêu thụ. Loại nhím này có trọng lượng lớn và được bán với giá từ 5 đến 7 triệu đồng một con. Tại trang trại Hoàng Anh của anh Hoàng Văn Vũ ở tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rờ Lấp, luôn duy trì từ 30 đến 50 con nhím trắng. Nhím trắng được bán cho các công viên thú và một số người mua về nuôi làm cảnh, nuôi nhân đàn bán giống. Trong khi thị trường nhím thịt khó tiêu thụ, giá bán bình quân từ 200 đến 250.000 đồng một ký, thì việc nuôi nhím trắng thuận lợi đem lại thu nhập cao, từ 5 đến 7 triệu đồng một con, có trọng lượng từ 7 đến 8 ký. Trang trại Hoàng Anh là cơ sở đầu tiên của tỉnh được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép gây nuôi động vật hoang dã thông thường. Liên tục chương trình, theo chân những người làm nghề cào hến mùa nắng nóng ở miền Tây sông nước. Con số hôm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1 năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD. Chất lượng nông sản tốt, chìa khóa giúp nông sản vượt qua thời kỳ khó khăn về giá để phát triển bền vững. Quý vị thân mến, chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin được tiếp tục với những phản ánh liên quan đến câu chuyện nhà nông đáng chú ý. Cần mẫn, chăm chỉ làm việc, dù thời tiết những trưa tháng 3 nắng nóng oi bức, người dân sống bằng nghề cào hến ở miền Tây vẫn hì hục làm việc để thu về những chiến lợi phẩm trang trải cuộc sống gia đình. Công việc tuy vất vả, nhưng thành quả lao động có thể giúp bà con sống ổn định với nguồn thu nhập từ tự nhiên. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây để thấy, để cảm nhận nỗi vất vả và cả niềm vui của bà con làm nghề cào hến nơi sông nước miền Tây. Đa số các phương tiện này là những người dân ở các địa phương lân cận như Tam Nông hay thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến huyện đầu nguồn Hồng Ngự hoạt động, nên bà con đều tranh thủ cập bến sớm để chọn một địa điểm thích hợp và hoạt động. Hơn 12 giờ trưa, trên tuyến kênh nội đồng xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều phương tiện ghe cào vẫn nhộn nhịp hoạt động, mặc cho cái nắng chói chang. Mỗi phương tiện hoạt động từ 2 đến 3 người, một người lặn xuống, ngoi lên, cứ như vậy từng vật cào hến được thu về. Một người phụ trách đãi sạch và phân loại hến. Đây đã là năm thứ 3 vợ chồng chị Giang gắn bó với nghề cào hến. Qua Tết đó là làm tới tháng 5 nghỉ. Đi tới chiều thì được nhẹ, còn nếu mình về sớm thì được ít. Cơm nước thì mình nấu buổi sáng mình đem theo mình ăn, có khi gần nhà thì mình về mình ăn. Ví dụ như mình có con nhỏ thì mình vừa cào hến, mình vừa giữ con nhỏ mình luôn. Theo bà con, qua những tháng sinh sản mùa lũ đến tháng 3, tháng 4 này hến đã lớn, bà con lại bắt đầu làm nghề. Mỗi ngày một phương tiện có thể cào được từ vài chục ký đến trên 100 ký hến. Số hến cào được chở về nhà đem luộc chín và bán cho thương lái 25.000 đến 30.000 đồng một ký hến thịt. Mức giá này cao hơn năm rồi khoảng 5.000 đồng một ký. Trừ chi phí xăng dầu, mỗi ngày một hộ đi cào có thu nhập từ vài trăm ngàn đồng. Nghề này cũng lắm gian nan bởi người làm nghề phải liên tục lặn hụp, dầm mình dưới nước. Trong khi đó, cái nắng tháng 3 cũng là một thời tiết khắc nghiệt đối với người làm nghề. Dù khác nhau về địa lý, tuổi tác, nhưng đa phần người cào hến đều có điểm chung là những lao động nhàn rỗi, làm nghề theo thời vụ. Bên cạnh những hộ gia đình có khả năng trang bị phương tiện, máy móc, cũng có những người làm nghề bằng thủ công và hiển nhiên thu nhập của họ cũng bấp bênh hơn. Mình đâu có đi mặn đâu được đâu, bởi mình sống quê nhà, từ sáng giờ này đi tới chiều 4-5 giờ, ở 20 mấy ký, nói chung tới nước lên luôn, nước lên mình nặng được mình nghỉ. Sau một ngày lặn hụp cào hến, bà con sẽ gác lại công việc lúc xế chiều. Mùa cào hến ở miền Tây sẽ kết thúc khoảng tháng 5, tháng 6 dương lịch, khi nước trên các sông, kênh rạch dâng cao. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 8,8 tỷ USD, đây là con số thống kê về giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 3 đạt 3,3 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Dù đạt giá trị khá cao, tuy nhiên 3 tháng đầu năm nay cũng ghi nhận nhiều khó khăn khi mà đa số mặt hàng suy giảm giá bán, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý là cuối quý 1 ghi nhận giá lúa gạo tăng, giá chè nguyên liệu ổn định. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng khác tiếp tục đà giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó giá cà phê giảm mạnh trước áp lực nguồn cung từ Brazil đè nặng lên các thị trường. Ngoài ra, nguồn cung cá nguyên liệu gia tăng trong khi các đơn hàng xuất khẩu chưa nhiều khiến giá cá nguyên liệu giảm. Cùng với đó, giá heo hơi trong nước cũng giảm bởi sức mua yếu. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, trong thời gian gần đây, giá của cả hai loại cây trồng chủ lực của Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung là tiêu và cà phê đều xuống thấp ở mức kỷ lục. Điều này đã gây khó khăn trong đời sống sản xuất của người dân và xảy ra tình trạng nhiều nông hộ không chăm sóc vườn cây, thậm chí là vứt bỏ nông sản trên vườn, không thu hoạch do không đủ bù chi phí nhân công. Tuy nhiên, vẫn là những loại cây trồng đó, cùng thời điểm này, nhiều nông hộ vẫn thu được lợi nhuận. Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây. Có lẽ chưa bao giờ giá hồ tiêu lại thấp như thời điểm hiện nay, với chỉ khoảng 40.000 đồng một ký. So với thời kỳ hoàng kim cách đây vài năm, thì trồng hồ tiêu chỉ còn 1/4 thu nhập. Nhiều nông hộ không muốn đầu tư chăm sóc, thậm chí tiêu chính cũng không thu hoạch do giá bán tiêu không đủ chi phí nhân công thu hái. Tuy nhiên, với gia đình bà Trần Thị Tuyết Lan, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng lại khác. Do được đầu tư chăm sóc hiệu quả, nhất là chú trọng sản xuất theo hướng sạch, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, trên vườn tiêu rộng 3.000 hectare, cho thu hoạch 12 tấn này đã đem lại cho bà Lan nguồn thu nhập khá và bà cũng đang tích cực thu hái. Phơi khô để chờ thương lái thu mua, bà cũng không có ý định chặt bỏ cây tiêu để trồng các loại cây trồng khác trong thời điểm này bởi cây tiêu vẫn cho lãi. Trái nó cũng nhiều nên mình thu năng suất nó cao. Còn những cái vườn khác coi như họ không có chăm thì coi như là thu thì tất nhiên là không đủ công hái rồi. Còn nói chung nếu mà vườn mình chăm như thế này thì nó vẫn hơn cà phê, vẫn lợi nhuận hơn cà phê. Cùng với tiêu thì cà phê cũng đang đứng trước thách thức về giá cả. Nhiều diện tích cà phê đã được thay thế dần các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng với những diện tích hoặc những hộ gia đình không đủ điều kiện để chuyển đổi cây trồng, thì việc đầu tư thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng cà phê là giải pháp để nông dân gia tăng lợi nhuận trong thời kỳ giá cả xuống thấp. Bên cạnh đó, nhiều nông hộ đã hướng tới sản xuất cà phê sạch, chất lượng cao, thu hoạch chọn lọc gắn với chế biến ướp đã nâng cao giá trị cà phê địa phương. Trước kia làm theo cái cách truyền thống của những người lớn tuổi đi trước thì có thể nói là hồi đó họ làm xu bùa, họ không kiểm soát được cái chất lượng đầu vô cũng như là trong cái khâu sản xuất. Tới bữa nay là mình biết là cái chất lượng cà phê này lên là do mình làm được, mình kiểm soát được cái chất lượng của mình. Và cũng có những bạn họ đã nhìn nhận cái cách làm của nông dân và họ đã cũng có một sự đánh giá rất là khả quan. Với cái cà phê xô thì nó chỉ có 6.500 thôi. Mà khi mà mình mua cà phê sạch này á thì tôi đứng ra tôi mua là 10.000, giá thành là 10.000 cà phê chín đỏ. Là để làm gì? Cái đầu tiên là tôi vận động bà con là thu hái đúng theo cái quy trình sản xuất và theo cái chất lượng của người nông dân mình. Là cái thứ hai phải tập hái, không hái cà phê xanh để giữ được cái chất lượng của cà phê và giữ được cái thương hiệu cà phê Cầu Đất xuống trường. Sản xuất nông nghiệp hiện nay, chất lượng sản phẩm đang là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đây là yếu tố sống còn để nông dân khẳng định giá trị nông sản của mình. Có chất lượng tốt, nông sản mới vượt qua thời kỳ khó khăn về giá để phát triển bền vững, tránh tình trạng giặt rồi trồng, trồng rồi lại giặt. Thưa quý bà con, cần khẳng định sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt về giá cả thị trường đòi hỏi người sản xuất không chỉ chú trọng về số lượng và sản lượng mà hơn hết đó phải là an toàn. Bên cạnh đó, việc sơ chế, chế biến nông sản một cách đa dạng, phong phú theo nhu cầu thị trường cũng là giải pháp không thể không nhắc đến để khẳng định giá trị nông sản trong thị trường nhiều biến động, thách thức này. Nội dung phóng sự trên cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.